Nấm chaga là loại nấm được ví như một thần dược, loại dược liệu quý sánh ngang với nhân sâm, nấm linh chi hay đông trùng hạ thảo. Nấm chaga ngày nay được sử dụng rộng rãi trong cả Đông và Tây Y. Vậy loại nấm chaga này có công dụng gì đặc biệt mà lại được nhiều người săn đón như vậy? Quý vị hãy cùng Dược Dương Thư Group tìm hiểu kỹ hơn về nguồn gốc, thành phần dinh dưỡng cũng như lợi ích sức khỏe của nấm chaga Nga mang lại. Nấm chaga là ký sinh trên cây bạch dương. Nó còn được biết đến với những tên gọi khác như than mũi, khối đen và thối mục polypore bạch dương. Đây là một loại nấm tự nhiên, rất quý hiếm, chủ yếu mọc ở cây bạch dương, loại cây sống trong môi trường nhiệt độ dưới âm 45 độ C. Các bào tử chaga đã lồng chính nó trong tâm gỗ của cây và bắt đầu lan rộng. Theo thời gian, các bào tử này dần dần được đẩy ra bên ngoài. Quá trình này thường diễn ra khoảng 20 năm. Nấm chủ yếu có màu đen do sự hiện diện của một lượng lớn các hắc tố melanin. Những cây nấm màu mỡ được tìm thấy thường rất hiếm. Những cây nấm cỡ lớn và nhiều chất dinh dưỡng thường xuất hiện sau khi cây chủ chết. Một số nơi tìm thấy loại nấm này có thể kể đến là vùng núi Chiang Mai-shan, phía đông bắc của Trung Quốc, đảo Hokkaido của Nhật Bản, Siberia của Nga và một số vùng khác tại Bắc Cực. Như vậy, nấm chaga được sử dụng trong cả Đông Y và Tây Y. Loại nấm này có khả năng hỗ trợ chữa bệnh rất tốt. Nó được ví như kim cương rừng. Viện Ung thư Quốc gia đã chỉ ra các chất có trong nấm giúp bảo vệ tế bào, tránh bị tổn thương do các phân tử thuộc gốc tự do. Khi sử dụng lâu sẽ giúp ngăn ngừa sự hình thành và phát triển của các tế bào ung thư. Nấm chaga có thể hỗ trợ rất tốt bệnh nhân ung thư do thành phần có chứa nhiều hoạt tính endopolysaccharide và alpha-fucoglucomanan, làm ngăn cản sự phát triển của các khối u nhờ cơ chế ảnh hưởng trên hệ thống miễn dịch thể dịch. Vì vậy, chất endo và alpha trong nấm được đưa vào sử dụng để phòng và điều trị ung thư. Ngoài ra, chiết xuất nấm chaga còn chứa khoảng 1.104 đơn vị ORAC trên 1 gram. So với quả lựu, việt quất thì nấm chaga chứa nhiều chất chống oxy hóa hơn. Chúng có thể quét sạch các gốc tự do, tiêu diệt nhiều tế bào ung thư, tiêu diệt, ức chế các virus có hại cho sức khỏe con người như virus cúm hay thủy đậu. Sử dụng nấm chaga để bảo vệ những tế bào tốt và tiêu diệt các tế bào gây hại cho sức khỏe. Dùng nấm này lâu ngày giúp tăng khả năng đề kháng, kéo dài thời gian sống của người bệnh. Nấm chaga giúp lọc máu hiệu quả. Bên cạnh đó, nấm chaga còn giúp điều hòa lượng đường huyết trong máu, giúp người bệnh tránh được các bệnh về tim mạch, giảm đau nhức các bệnh lý về xương khớp như đau cột sống, xương cổ và các khớp ở tay chân, phòng ngừa và ngăn chặn dị ứng ở não, hỗ trợ cùng điều trị một số bệnh như viêm gan, viêm phế quản, viêm loét dạ dày, tá tràng, giảm tối đa các bệnh liên quan đến hệ tiêu hóa, giảm căng thẳng ở những người làm việc đêm hoặc áp lực công việc quá cao. Sử dụng nấm chaga lâu giúp trẻ hóa làn da nhờ vào các thành phần chống oxy hóa cao có trong nấm. Được sử dụng và có tác dụng tích cực trong phác đồ điều trị bệnh AIDS. Có thể nói, nấm chaga là loại nấm dược liệu đa năng nhất hiện nay khi chúng có chứa nhiều thành phần dinh dưỡng cũng như có công dụng rất lớn đối với việc điều trị các loại bệnh.